À, dạ vâng, Hải xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị các bạn, mình đã quay trở lại với kênh của Hải trong buổi tối hôm nay nha. Và hiện tại bây giờ là 10 giờ đêm rồi mọi người, thì Hải đã có mặt tại đường Lê Lợi. Dạ vâng, thì hôm nay thì mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng đi dọc đường Lê Lợi, mình về với phố đi bộ Nguyễn Huệ mọi người. Vâng, thì hôm nay thì ở phố đi bộ Nguyễn Huệ mọi người đang dựng sân khấu rất là lớn để tổ chức lễ hội áo dài kéo dài tới 10 ngày, từ ngày mùng 7 tháng 3 cho tới ngày 17 tháng 3 để phục vụ quý cô chú anh chị mình tham gia lễ hội nha. À, thì mọi người thấy này, rất là đông. Hôm nay thì cũng có cấm xe cộ đi lại mọi người, để cho không gian riêng tư cho mọi người đi lại vui chơi những ngày cuối tuần. Thì bây giờ mình sẽ đi dạo tại khu vực phố đi bộ Huệ, gửi tới quý cô chú anh chị các bạn này, những cái hoạt động, những hình ảnh mới nhất về những ngày cuối tuần. Và nhân đây thì xin chúc tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình có một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ, vui vẻ nha mọi người. Vâng, thì bây giờ mình cùng tiếp tục đi, mọi người thấy ai cũng rất là vui tươi, nhất là khu vực ăn uống đây mọi người cũng đông khách lắm. Đây, khu vực cung binh cái liệu mọi người thấy này, khá là đông. Ở đây thì có cái hiện tượng hát rong khá là nhiều, cũng có một số trang báo chia sẻ rồi mọi người. Hát rong nói chung là nhiều lắm, đây cũng là một cái nghề người ta để mưu sinh thôi chứ cũng chẳng có gì đâu, vất vả lắm. Theo Hải nhận xét là ngày hôm nay có vẻ là cũng không đông cho lắm so với cái kỳ trong Tết đâu mọi người, giờ này cũng vắng, nhưng mà được cái là đa phần là du khách nước ngoài không à, nhiều lắm. Vâng, thì hôm nay thì cái tàu khổng lồ nó mới vừa chở mấy ngàn khách đi tham quan đấy. Mọi người này, toàn đi nhiều lắm, đi đâu cũng gặp đa số là du khách nước ngoài đâu, nhiều nhất là khách châu Âu và khách Hàn Quốc. Khu vực linh vật của năm nay thì vẫn được thu hút một lượng khách tới rất là đông, cũng không có giảm. Với mọi người tới chú ý nha. Mình có tới những cái chỗ phố đi bộ hay này mình nên hỏi giá trước khi mua cho mọi người. Đôi khi thì mình sẽ bị chặt chém một ít. Giống như là trên cái suối ở ngoài bán tầm khoảng 7.000 nhưng vào đây thì rơi vào khoảng 15.000 nhé. Thank you.
Từ nhỏ hiểu rõ đây, dành từ mọi đêm đầu, thì đến cả lúc tầm năm ba, ta còn đang ca đủ bốn màu. Dẫn mấy đứa nhỏ bài thương nho, bôi ra chữ nghĩa đi đầu. Có chuyện phân bạc là thứ đi sao không nên đầu mẫu với những vô cầu hối dẫn đến. Cái quẻ nên giờ đứt thân lên, bắt đầu lại quẻ nên cho người khác thì chỉ ông đất thân quen. Quen chẳng là nghèo lên tăng lên, mắt cao để chạy thân lên đến. Đổ ta sổ kẻ trong một gia đình đất tình quân cùng cùng cánh thế. Em rải băng lên, cho bài trẻ cũng như bài thương nhé. Phía dưới này đang làm sân khấu rất là lớn này, cực kỳ đẹp luôn. Ngày hôm nay thì Hải đi qua khu vực nhà văn hóa thanh niên, mọi người có thấy đang tổ chức lễ hội áo dài, nhưng mà lúc mình quay về thì họ xong mất rồi, không thể quay gửi tới với cô chú anh chị các bạn để cùng xem được.
Vâng, thì khá là buồn một xíu. Đang trực thấu to lắm. Tất cả mọi người vào tối mùng 7 nha mọi người, thì sẽ có tổ chức lễ hội áo dài tại đây phục vụ và nhu cầu quý cô chú anh chị các bạn mình tới vui chơi cũng như là xem nha mọi người. Vâng, thì bên nhà sách mọi người này thấy cũng rất là đông, quý cô chú anh chị mình đang vào bên trong và nhất là khu vực cà phê chung cư mọi người này, nó view khá là đẹp, mọi người có thể ngắm nhìn được cảnh đi lại tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ trong buổi tối hôm nay nhé. Tối nay có chương trình chạy marathon mọi người của VP Bank mọi người tổ chức nữa. Đấy, không biết là quý anh chị mình có ai ở đây mình tham gia không ạ? Cà phê muối này. Đấy, đứng xếp hàng mọi người rồi chè muối. Đấy, dọc dọc khu vực này quán cà phê nữa. Rất là ngay đường Nguyễn Thiệp mọi người. Ở đấy khu vực đấy thấy mọi người uống cà phê rất là đông nha. Thank you.
À vâng, thì mọi người thấy cái 10 giờ hơn 10 giờ đêm rồi. Đấy, tổ chức rất là đông vui và nhộn nhịp quá mọi người. Đây này, cho mọi người đứng xem một cái cảnh xếp hàng để chờ xe bus 2 tầng này. Tại khu vực này. Xếp hàng dài nữa, rất là đông. Năm nay đúng thực sự là xe bus 2 tầng hốt được một lượng tiền khá là nhiều luôn. Khách du lịch. Bây giờ mình sẽ đi qua bên chỗ nhà hát thành phố một xíu nhé. Quay cho mọi người xem một xíu tại khu vực bên nhà hát thành phố. Ngày hôm nay thì giờ này vẫn còn cấm xe mọi người, vẫn chưa cho xe vào bên trong rồi. Xếp hàng ở đây xe bớt thôi mọi người, hàng dài luôn đây. Đây mọi người nhìn này, cái cảnh nhá, xếp hàng dài luôn nha, phải tới 500m đấy, xếp dài dọc này đấy. Thực sự là năm nay ngành du lịch thì hốt bạc luôn á, đa phần là toàn du khách nước ngoài thôi. Xe chạy liên tục mà không đủ mọi người. Rất là đông bên này đấy, ui giời 6 chiếc luôn nha. Đây, nhìn thấy này, cảnh nhà đang xếp hàng lên này. Thì trải nghiệm 10 giờ thì nói chung là đi ngắm cũng một số cung đường, người ta cũng tắt điện rồi, cũng đẹp cho lắm. Thì tầm khoảng 8-9 giờ lúc ấy là mọi người có thể ngắm nhìn Sài Gòn đẹp nhất về đêm, nhất là qua những khu vực quận Bình Thạnh. Đấy, toàn là khách lên Hàn thôi. Hàn Trung và châu Âu. Cái xếp hàng dài ấy. Thì không chỉ là những ngày cuối tuần đâu mọi người, bây giờ ngày nào cũng vậy ha. Ngày nào cũng lượng khách đi du lịch tới tham quan đông, vì mỗi năm thì nó có ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng mà năm nay thì nó khác rồi. Năm nay thì dịch bệnh thì nó cũng đỡ nhiều đấy, lượng khách người ta tới cũng đông hơn so với mọi năm rất là nhiều. Người Việt mình thấy lắm, người Việt thì chỉ có từ các cái tỉnh lên hoặc là từ Hà Nội vào thì mọi người muốn trải nghiệm đi thử xe bus 2 tầng. Thì cũng như là có lần nào mà có dịp ra Hà Nội thì hãy sẽ phải trải nghiệm thử xe bus 2 tầng, quay và gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình. Thật sự là thời gian trước mình có ra ngoài Hà Nội nhưng mà mình cũng không nghĩ tới là có xe bus 2 tầng, mình không quay cho mọi người được. Thằng này chắc là dịp 1 tháng đến 2 tháng thôi thì hãy sẽ ra Hà Nội và quay và cập nhật cho mọi người xem những hình ảnh tại khu vực đường phố Hà Nội như thế nào. Ồ, 10 giờ rồi mà lượng người tới còn đông. Vâng, thì nhất là cái khu vực ở chỗ tượng đài Bác Hồ mọi người thì hãy thấy là nó cũng
giữ nguyên mọi người, chỉ có lúc nào mà hoa nó có mà nó tàn quá thì người ta sẽ thay vào thôi, đấy thay hoa mới vào thôi. Đấy, với những cái chậu mai đặt đằng sau thì bỏ đi để qua năm trồng lại mọi người, lấy hoa cho đẹp hơn. Đây, khu vực này mọi người thấy đứng rất là đông. Đấy. Thì mọi người chuyến đi dạo tối ngày hôm nay như thế nào, mọi người có vui không ạ? Thấy sự nhộn nhịp tại khu vực phố đi bộ của Huệ không? Thì mọi người muốn Hải quay về những cái địa điểm đâu thì mọi người có thể để lại bình luận bên dưới dùng Hải nhá. Thì mình đi dạo một xíu nữa rồi sau đấy Hải xin phép được dừng video clip ở đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn mình đã đồng hành cùng Hải đến cuối video nhá. Chúc tất cả mọi người mình có một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Thì nói về tuyến metro bến Hải Suối Tiên mọi người thì tới tháng 7 này sẽ được đưa vào tuyến thương mại, thì cũng rất mong, thực sự không biết là quý cô chú anh chị mình có mong không, thì thực sự Hải rất là mong chờ cái ngày tuyến metro bến Hải Suối Tiên mọi người được đưa vào sử dụng, thì mình cũng muốn trải nghiệm thử tuyến metro đi như thế nào. Đấy, công trình thì cũng rất là lâu rồi thì, mong là nó hoàn thiện sớm đưa vào cho mọi người đi thuận tiện, kết nối từ khu vực Thủ Đức này rồi tránh được những cái tình trạng kẹt xe. Vâng, tới đây thì Hải xin phép được dừng video clip ở đây nha. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã đồng hành cùng với Hải. Hẹn tất cả mọi người ở một video tiếp theo.